Khi mà đã mở cửa hàng thì mình không nhắc đến tay nghề nữa nhá. Nếu mà đã không có tay nghề thì mở cửa hàng chỉ có toang thôi. Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một câu, rất nhiều câu hỏi của bạn Dương. Tức là hôm nay mình mới có thời gian làm. Bạn Dương hỏi mình là anh có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Thứ nhất là khi mở cửa hàng thì em tuyển thợ như thế nào? Ý em là tuyển thợ trong thời gian nào khi mở tiệm? Trước khi mở tiệm 1 tháng để cùng set up và để em training thợ hay sao anh? Và khi đưa vào vận hành thì mình quản lý nhân sự như thế nào? Và quản lý tài chính như thế nào? Ok. Bạn Dương ở đây bạn hỏi rất nhiều câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi. Và đầu tiên là mình sẽ nói về cái vấn đề mà bạn bảo là set up như thế nào và tuyển thợ như thế nào. Tuyển thợ ở đây thì nó cũng là trong phần nhân sự rồi. Thì cái việc mà chúng ta tuyển nhân sự để chuẩn bị cùng với chúng ta khi chúng ta cho cửa hàng đi vào hoạt động thì theo như bạn là bảo chuẩn bị trước 1 tháng hay sao, thì như theo như mình nghĩ thì bạn nên tức là nên gọi anh em về trước đó khoảng có nửa tháng hay 1 tháng cũng được. Nói chung là mình làm sao phải tùy vào cái điều kiện của bạn. Tức là 1 tháng đó anh em sẵn sàng về cùng với mình thì mình sẽ gọi anh em về luôn để trong quá trình là hỗ trợ mình set up cửa hàng luôn. Đó, set up cửa hàng và mình sẽ training, đào tạo cho anh em là cách phục vụ, rồi là cách làm việc, rồi là tất cả mọi thứ, các hoạt động trong cửa hàng thì mình nên training với anh em trước để khi đi vào hoạt động thì nó sẽ trơn tru hơn. Thì với cái câu hỏi này của bạn thì mình cũng đồng tình cùng bạn là mình sẽ cùng anh em trước 1 tháng để cùng training và đào tạo cho anh em những cái cần thiết. Nó rất là quan trọng bạn ơi. Ví dụ như là kể cả ngay cách phục vụ, chứ không phải là anh em nào cũng có một cái cách làm giống nhau. Thế thì bây giờ mình đưa ra cái văn hóa của cửa hàng mình thì mình phải training lại cho anh em, và bằng đấy anh em phải làm theo một cái phong cách đó. Đương nhiên thì mỗi cá nhân anh em sẽ có những cái cách làm khác nhau về cái mặt kỹ thuật hay như là về kỹ năng mềm thì những cái đấy mình không nói, nhưng tối thiểu những cái chung trong cửa hàng, ví dụ như khăn cắt để ở đâu này, giấy cuốn cổ này, rồi là tất cả những cái cần thiết trong cửa hàng đấy, thì anh em cần phải thống nhất với nhau. Thôi cũng không nói dài dòng lên thuyên nữa. Đại thể là nên gọi anh em về training trước 1 tháng. Còn training như thế nào thì mỗi anh em mình có một cái cách làm việc và một cái quản lý khác nhau, không ai giống ai cả. Ok. Quản lý nhân sự. Ok, nhân sự thì bạn cũng phải sẵn sàng về đào tạo và tuyển dụng. Mình cũng nên có một cái dự phòng. Thì bạn nên nghĩ đến cái việc mà chúng ta sẽ đào tạo. Đào tạo ở đây là không phải là chúng ta mở trung tâm dạy nghề, mà là chúng ta đào tạo nhân sự để chuẩn bị sẵn. Đó, khi mà có những anh em nào mà ví dụ như không phù hợp với môi trường đó, thì mình sẽ có những người thay thế. Thì cái đấy mình nên chuẩn bị và đào tạo và tuyển dụng. Mình nên chuẩn bị cái đấy. Còn về mặt nhân sự trong cửa hàng nó có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như làm sao để cho anh em làm nhiệt tình, công hiến, thì cái này là nó phải do vấn đề đầu tiên nhất vẫn là vấn đề mà cái lượng khách hàng nó phải đủ để cho anh em làm. Còn thực ra nếu như mà khách hàng nó vắng quá là anh em cũng chán. Nếu mà khách hàng vắng quá là anh em cũng chán. Nên là cái việc của người lãnh đạo là phải làm sao mà phải tạo ra nhiều khách hàng, phải làm sao phải kéo được nhiều khách hàng về cho anh em làm. Khi mà được làm là một, với thứ hai là cái lương của anh em nó ổn định thì anh em sẽ làm việc hết mình. Nói thật ra đấy là những cái
thực tế nhất, chứ mình không nói dài dòng văn tự làm gì. Tóm lại là phải có khách, phải có lương đầy đủ, đáp ứng được cái đời sống vui vẻ hạnh phúc, và anh em cảm thấy là anh em đầy đủ thì anh em sẽ làm thôi. Anh em cảm thấy là anh em sống nó có, ngoài ra thì ngoài cái tài chính ra thì còn cái về cái tình cảm, về cái sự nhiệt tình đó, sự đoàn kết trong cửa hàng, thì cái người lãnh đạo là cái người phải hiểu tâm lý của từng anh em một để gắn kết anh em lại, thì như vậy anh em làm việc nó sẽ rất là hiệu quả. Tất cả anh em giống như một cái cửa hàng, giống như một cỗ máy, anh em như một cái bánh răng ấy. Một cái bánh răng nào đó mà nó đã không khớp rồi thì thực sự là rất là khó làm. Đó, nên là về cái nhân sự thì nó còn rất là nhiều yếu tố, thì bạn sẽ phải khắc phục dần và tìm tòi dần, chứ không phải là một phát là được ngay. Tìm ra những người phù hợp cũng khó, rất là khó. Đấy là về quản lý nhân sự. Còn nếu mà nói kỹ hơn thì chính bản thân mình là người lãnh đạo, mình phải nhiệt tình, vui vẻ, tâm lý với anh em đó. Và tất cả thưởng phạt phải rõ ràng, nội quy trong cửa hàng cũng phải rõ ràng. Và chính người lãnh đạo phải là người noi gương, phải là người làm trước, chứ không thể nào mà mình chỉ nói mà mình không làm thì anh em nó cũng không nể. Tóm lại là làm sao đó là mình phải là người cho anh em phải nể phục mình đó. Và nếu như cửa hàng của bạn là mới mở thì mình cũng khuyên bạn là phải cố gắng hết sức để tìm khách về bằng mọi giá, phải tìm được khách về. Và khi khách đã bước chân vào cửa hàng thì làm sao phải cho khách quay lại, và khách phải giới thiệu cho người khác đến nữa. Thì cái đấy thì bạn phải training cho anh em về cách phục vụ. Khi mà đã mở cửa hàng thì mình không nhắc đến tay nghề nữa nhá. Nếu mà đã không có tay nghề thì mở cửa hàng chỉ có toang thôi. Đó, cái độ may mắn đối với những người không có tay nghề kém ấy, mà mở cửa hàng thành công thì nó rất là ít. Thì mình sẽ không nhắc đến tay nghề ở đây nữa. Khi mà đã sẵn sàng mở cửa hàng thì phải có tay nghề rồi, tức là cái sản phẩm mình bán cho khách hàng là nó phải đảm bảo chất lượng rồi. Bạn training cho anh em về kỹ năng mềm, cách phục vụ nhiệt tình, phục vụ chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, cư xử thì phải lễ phép. Như vậy thì nó sẽ cái phần trăm mà chúng ta giữ được khách hàng nó sẽ cao. Còn về quản lý tiền bạc, tài chính thì hiện tại tài chính trong cửa hàng chỉ có doanh thu thôi. Nếu như một cửa hàng mà làm đến 2 thợ trở lên là bắt buộc chúng ta là phải có một cái cách tính toán rồi. Đó, ví dụ như 2 người trở lên thì chúng ta cần phải có phiếu. Phiếu ở đây thì có thể là phiếu thanh toán. Phiếu thanh toán thì có thể là phiếu tay hoặc là phiếu in hóa đơn. Thì nó có 2 cách. Nếu mà phiếu tay thì chúng ta chỉ cần đi in một cái phiếu, nó giống như kiểu là cái chứng minh nhân dân ấy các bạn. Thì các bạn ghi là cắt tóc, ghi những cái dịch vụ mình in đây. Thì khi em mà làm dịch vụ cho khách hàng thì em chỉ cần lấy cái bút lông anh em tích lại, ngày hôm sau anh em lau đi, và tối đến chúng ta thu lại và chúng ta kiểm lại đó, ghi vào sổ. Thì cái này nó là truyền thống nhất mà nó rất hiệu quả. Còn một số anh em thì không có phiếu nhưng mà lại ghi trực tiếp vào sổ ấy, cách đấy nó cũng không đảm bảo. Tất nhiên là nó không, thứ nhất là không đảm bảo cho chính người chủ là người lãnh đạo, và thứ hai là không đảm bảo cho anh em thợ. Có thể là nó xê xẩy đi một chút thì nó không được công bằng. Tốt nhất là về cái cách như Tường vừa nói thì cái phần trăm mà xê xẩy nó rất là ít. Vì thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng phần mềm. Phần mềm bây giờ các bạn nghe nó to lớn nhưng thực ra nó rất đơn giản. Đó, về cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để thuê, mua một cái phần mềm thuê đi, gia hạn mà, thì một tháng chỉ mất 100 ngàn, 100 đến 200 ngàn. Thì các bạn biết là một tháng chỉ mất 100 thì các bạn biết là nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Phần mềm nó tự tính lương này, phần mềm nó tự kiểm tra được doanh thu bất kể trong thời gian nào trong ngày, kiểm tra trong tháng, trong năm đó. Rồi là các bạn tối đến về các bạn chỉ cần bỏ cái điện thoại ra, các bạn bấm hôm nay ông A nào được bao nhiêu phiếu, bao nhiêu tiền, dịch vụ gì, trên máy nó tự chiết khấu phần trăm luôn, tính lương luôn đó. Rồi là ông B làm bao nhiêu tiền thì về các bạn chỉ cần bấm vào máy tính hoặc điện thoại đều được,
các bạn bấm vào rồi ra. Đó, mỗi vậy thôi, đơn giản. Còn nếu mà các bạn làm truyền thống thì thực sự là nó rất mất thời gian, có khi phải kiểm mất cả tiếng đồng hồ một buổi tối. Thì nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ không còn thời gian làm việc khác. Thì khi mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua một cái phần mềm, thuê một cái phần mềm đó chúng ta sử dụng, thì đương nhiên nó sẽ phải đáp ứng, nó phải thay chúng ta để chúng ta, để quản lý cho chúng ta. Thì đấy là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ cùng bạn, cũng như theo kinh nghiệm của mình. Thì mình chỉ dành cho bạn chuẩn bị mở cửa hàng, mình dành cho bạn một cái lời khuyên là thực sự là phải kiên trì. Và bạn, chính bạn là người chủ, là người đầu tư, là người lãnh đạo, bạn là một người kiêm hết tất cả mọi thứ. Bạn là phải một người phải noi gương cho tất cả mọi người. Tóm lại, bạn không cần phải giải thích, người ta chỉ nhìn vào những cái gì bạn làm được thôi. Không bao giờ giải thích. Bạn giải thích với anh em cũng không được, bạn giải thích với khách hàng không được, mà bạn phải là người lúc nào cũng phải là người chuẩn nhất. Đấy cái lời khuyên cho bạn. Không giải thích mà bạn phải là người noi gương. Còn bạn sống với anh em như nào thì anh em sẽ sống lại với bạn như vậy. Đấy, thì mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và bình an, và chúc bạn phát triển tốt cửa hàng. Nếu mà có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi cho mình. Và clip này mình chia sẻ về cá nhân thôi. Anh em nào xem mà không thích, hoặc là cảm thấy nhìn mặt mình mà nó không ưa, thì các bạn có thể lướt qua. Anh em mình vẫn là anh em, lướt qua thôi. Còn anh em mình vẫn là anh em, không thích thì lướt qua. Cũng đừng bình luận bên dưới những cái lời không lịch sự, thì nó sẽ không tốt cho cộng đồng và cũng không tốt cho những anh em khác. Đó. Và chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe và bình an. Anh em giúp mình đăng ký kênh và chia sẻ video để giúp mình có được 100.000 người đăng ký để mình đạt được nút bạc. Cảm ơn tất cả anh em.